Dù lộ lại nhọt, trích Báo Ứng Hiện Đời, Câu Chuyện Nhân Quả. Cao tiên sinh tuổi 40, thể cách tráng kiện làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do hai vì bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra thì mới phát hiện trong đầu có cục bướu não đè dây thần kinh dẫn đến chứng nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra nói tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một cái mụn còn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu được nữa vì làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình huống nan giải này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói, ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên ván rồi mới đánh vậy, moi ruột nó. Cao tiên sinh nghe thế thì giật mình. Dạ đúng vậy, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày đều bắt cá ăn, biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn 1 mét. Cá bự mà dạy dùa dữ quá, con liền dùng cây đinh to đóng đầu nó dính trên ván, sau đó mới bắt đầu đánh vậy, moi ruột. Sư phụ, sao ngài có thể nhìn thấu cả một thời quá khứ của con tài như thế? Hòa thượng chậm rãi trả lời, bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên ván đau đớn dãy giụa, nó còn đang sống mà bị ông đánh vậy, mổ ruột, moi nội tạng, cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng đến với ông từng lần một. Tôi e rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2 3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Đáng sợ là suốt năm phải bị triền miên thống khổ dày vò trên giường bệnh, sống không bằng chết, không được thiền chung. Lời hòa thượng nói như sấm động, lay người tỉnh dậy từ cơn mê. Cao tiên sinh khẩn thiết, sư phụ ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu đệ tử. Sư phụ hiền hòa nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, đến nay thì phải trả báo tội lỗi ngày xưa. Chính ngươi buộc là kẻ phải tháo gỡ, chỉ cần ông thành tâm sám hối, thề dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều thì có thể chuộc được lỗi xưa. Cao tiên sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng và tại Phật từ lập đài cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến hơn 2 năm sau, lúc ông tà thể, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật của nhiên có thể giúp cho tiên sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục. Nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh, cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoàn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc cầu thọ. Nếu bạn muốn tiếp tục chia sẻ kiến thức với Sati, đừng ngần ngại bấm nút đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.